Nhiều năm nay, Hội An, Quảng Nam là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch. Chính vì vậy, giải quyết vấn đề rác thải cũng là mối quan tâm hàng đầu của địa phương này. Hàng loạt các mô hình đã được đưa ra để thí điểm, sau đó tạo thói quen hàng ngày cho người dân và du khách. Mô hình trạm phân loại rác, hay còn gọi là cơ sở phục hồi tài nguyên MRF, cũng là một trong những mô hình hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt cũng như tạo ấn tượng của du khách đối với thành phố du lịch này. Lượng rác thải khổng lồ từ hoạt động du lịch với hàng triệu du khách dễ dàng trở thành những vật liệu và sản phẩm tái chế như thế này. Một phần nhờ vào những cơ sở phục hồi tài nguyên MRF đang được thí điểm tại thành phố Hội An. Những mô hình phân loại và phục hồi tài nguyên rác như thế này thường được đặt tại các khu dân cư và khu du lịch để phân loại rác, ví dụ như giấy, nhựa, kim loại và đặc biệt quan trọng là phân loại pin đã sử dụng. Những cơ sở này cũng được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường và không hề đắt đỏ. Ưu điểm của những cơ sở phục hồi tài nguyên rác như thế này, đó là sau khi thu gom, rác được mang đến tái chế để tạo ra những sản phẩm như bàn ghế, đồ dùng hay vật liệu xây dựng bán ra ngoài thị trường. Qua cái tính toán của bộ mình thì trong một năm vừa qua, tổng tất cả các mô hình MRF tại Hội An, đâu đó là gần 5 tấn rác. Với một cái mô hình mà được xây dựng và được bố trí khá là để nâng cao cái hình ảnh của du khách về cái nơi mà người ta sẽ tới, rằng đó là một nơi là thân thiện với môi trường và tìm có những giải pháp để mà giúp cho cái việc là giảm thiểu rác thải. Một vài cô làm nghề thu lượm ve chai á, thì các cô sẽ được tới cái trạm này để làm việc, có nghĩa là cái rác ở đây các cô sẽ được quyền đem đi bán để lấy thêm tăng thêm thu nhập. Chị Thân Thị Xuân, người thu gom rác thải ở Hội An, cứ 3 ngày lại đến cơ sở phục hồi tài nguyên đặt tại trường mẫu giáo Cẩm Hà để thu rác đã được người dân phân loại. Trước kia chị làm bên môi trường, chị làm nhựa ạ. Mà giờ có thêm cái này nữa, chị làm thêm có thêm thu nhập nữa. Ở đây nè, họ làm như thế này á, là mình nhận mình làm nó sạch sẽ hơn. Nó không hôi hơn. Còn trước đây mình làm lẫn âm mà lon y đống rác đó, là mình lượm phải cái chi ra cái đấy, thức ăn thừa đủ mà đằng nó luôn. Những mô hình MRF như thế này đã và đang giúp giảm rác thải tại các khu dân cư và đặc biệt là khu du lịch, khiến khách du lịch có cái nhìn thiện cảm hơn với nơi mình đến thăm thú.